Rồi, em chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em ha, 0334830843. Rồi, theo dõi kênh của em thì bấm vô cái nút đăng ký màu đỏ nha nè. Cái nút có chữ đăng ký màu đỏ đó. Em cập nhật mấy cái mặt hàng đã bán hay chưa trong cái video này, nó ở dưới cái phần cái tiêu đề. Mọi người bấm vô thì xem được nha. Xem đã bán hay chưa rồi hãy liên hệ. Rồi, hôm nay là cái video 57. Đây là cái cưa sắt của Japan ha. Somat. Cán nó bằng nhôm. Kèm theo một cái bộ lưỡi ha. Bộ lưỡi của Shinto ha. À, ba cái lưỡi Shinto. Đây, ba cái lưỡi cắt sắt nha. Nhìn nó toi rất là chất ha. Hàng Nhật. Đây, thép nó nè. Lưỡi cắt sắt. Rồi, cái cưa này thì mình sử dụng như thế này. Đây, lòn nó vô như thế này nha anh em. Nới con ốc này ra. Nới con tán này ra. Luồn nó qua đây. Rồi tùy theo cái thế mình cưa thì mình cho nó ra ngắn hoặc là dài. Xiết con tán lại. Rồi, đó là cưa thôi. Đây, cái cán cưa nó có kích thước là 22 ha. Cầm rất là nhẹ tay luôn, nó bằng nhôm đúc ha. Rồi kèm theo là ba cái lưỡi cắt sắt mới luôn. Rồi cái bộ cưa này có mã là 5701 nha mọi người. Giá 250.000. Tiếp theo là một cây kéo. Cây kéo của Nhật ha, kéo bếp ha. Kéo nhà bếp. Đây, thép trắng. Kéo nhà bếp. Cắt hành, gia vị gì đó. Ni lông. Rồi, kích thước nó nè. 20 ha. Nè, nó bén luôn. Rồi cái kéo này có mã 5702 nha. Giá 200.000. Tiếp theo là về một cái bộ vít thử điện của bà Seo nha mọi người. Cái dòng này cán nó hơi lớn, to ha. Nè. Đây mình sẽ gắn nó vô như thế này, vặn ra. Đây. Có điện thử nha mọi người. Đó. Rồi, cái bộ vít này nó sẽ là một cái tay cầm ha, một cái cán.
hai muỗi bích dẹt, một muỗi đầu nhọn, đầu xoay nha, nhọn, một cái tẩu 5.5 ly, một muỗi ba ke pH 1, một muỗi pH 2. Đây là cái kích thước nó nè, mũi vít là dài 13, cái cán này là dài 11.5 ha. Ok, cái bộ tua vít thử điện này có mã là 455703, giá bán 300.000. Rồi tiếp theo về một cái cẩu dây sên nha mọi người. Cẩu dây sên của Japan nè. Japan 420 đến 425. 428. À xin lỗi, là 420 đến 428 nó để thông số nè. Japan sản xuất. Cẩu này thì mình dùng cái đầu tẩu 10 mình sử dụng ha. Cộng với cái cần tự động thì mình sẽ mở rất là nhanh luôn, mở sên rất là nhanh, bỏ vô tự động mình lắc 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 là nó ra luôn. Thiết kế vậy cho nó gọn ha. Đây, mở sên xe máy nha mọi người. Đây là thép nó đúc ha, cán cũng bằng thép luôn. Kích thước nó là 14.5. Ok, cái cạo sên này có mã là 5704 ha, giá 400.000. Tiếp theo là hai món. Một cái búa của Vaseo Hammet nè. Đây búa cán gỗ của Vaseo, đầu cao su ha. Vaseo với một cái Nivo của Capro nè. Vô siêu nhỏ luôn, rất là nhỏ, có túi ha. Đây cái kích thước của cái búa nè. Đầu búa này như là mới ha, chưa sử dụng nha. Nó chỉ dơ xíu rồi. Nó sử dụng chắc 1-2 lần thôi nhưng mà còn nguyên nè. Đây. Còn khoảng nguyên nè. Rồi, hai cái món này em bán là có mã là 5705 ha. Giá 250.000 hai món. Rồi tiếp theo là một cái bộ mũi điêu khắc thủ công ha, điêu khắc trên gỗ. Đây, mũi này mình dùng để điêu khắc. Đây nó có nhiều cái hình dạng cái mũi ha. Nè, mũi bầu nè. Mũi cạnh vuông nè. Mũi thẳng. Mũi bầu nhỏ. Mũi xéo. Đây hàng của Nhật ha anh em. Rồi nó còn kèm theo một viên đá mài của hãng luôn. Chưa sử dụng. Để dùng để nó có rãnh nè, nó rãnh bầu để chuyên dùng để mài cái mũi này nè. Nó mà chưa sử dụng luôn nha. Đây là kích thước nè, 18 cm. Rồi cái bộ mũi này em bán là 200.000, có mã là 5706. Rồi tiếp theo là hai cây hước ha, cây hước của một cây của Mape
cây của xin qua. Đây cây xin qua này là thước dây ha, thước dây vải. Thước dây vải 1,5 m. Đây. Thước dây vải này 1,5 m nè. Xuyên qua 1,5 m. Còn đây là cây Marvel 3,5 m. Cây này thì sử dụng rồi nha mọi người. Cước Marvel này sử dụng rồi nên nó hơi xấu tí nè. Ngoại hình nó không có đẹp. Bị cái hướng này mà là mình đo sát cạnh luôn nha. Mình đo sát vô cạnh đây nên mình sẽ xem cái số nó trên đây. Đo được sát cạnh luôn. Nó không có lò xo. Đẩy ra rồi kéo vô thôi. Đẩy vô đẩy ra vậy. Cái này hước 1,5 m hước dây. Đây. Rồi hai cây hước này có mã là 5707, giá 150.000. Tiếp theo là một cây bút khử điện nữa nha mọi người. Cây bút khử điện của Nhật ha. Nó khử điện từ 80 đến 600V nè. Nó bọc cao su lên tới trên đầu vít luôn. Vít dẹt. Đây. Rồi cây vít thử điện này có mã là 5708, 150.000. Tiếp theo là một cái dĩ. Cái dĩ hấp nha mọi người. Đây cái dĩ hấp nè. Nó tùy cái nồi mình to nhỏ mình bung nó ra ha. Đây bung to ra nhất là được 23 ha. Là bỏ vô nồi 24 á. Nhỏ lại thì nó hun nhỏ là còn 14. Rồi cái dĩ hấp này có mã là 5709 ha. 150.000. Rồi tiếp theo là một cây chuốt dây điện. Đây, một cây kìm chuốt dây điện của Vassel. Nó chuốt dây 0.25. 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 6, 8, 10, 1.0. Vậy là cái kìm này chuốt dây nhỏ nha mọi người. Nó một kìm chuốt dây nhỏ. Chuốt và cắt luôn nè. Đây. Đó. Chút nhẹ nhàng ha. Rồi cái kìm chốt dây điện này có mã là 5710, giá 200.000. Đây là kích thước đó nè, nhỏ gọn luôn, 15 phân rưỡi. Rồi em kết thúc cái video đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ ha. Mọi người theo dõi kênh của em, theo dõi mấy cái video mới thì bấm vô cái nút đăng ký kênh nha. Để mà nó cập nhật về cho mọi người sớm nhất.